Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 80 phẩm và pháp giới thứ 39 phần 21 năm 2 Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi Trí Chiếu Tướng Không Hai. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi dịch là Diệu Cát Tường hoặc là Diệu Đức, ngài sinh vào nhà Bà La Môn nước Xá Vệ tụ lạc Đa La xứ Ấn Độ thời xưa. Khi ngài sinh ra thì có 10 điểm lành Cát Tường, đó là 1 quang minh đầy nhà, 2 cam lồ đầy sân, 3 đất vọt lên bảy báu, 4 thần mở bảo tàng, 5 gà sinh phụng hoàng, 6 heo sinh rồng con, 7 ngựa sinh kỳ lân, 8 trâu sinh bạch trạch, 9 thóc biến thành vàng, 10 voi đủ 6 ngà, cho nên là Diệu Cát Tường. Bồ Tát Văn Thủ thuở xưa đã từng là thầy của 8 vị Phật. Vị Phật thứ 8 là Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng là thầy của Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên Bồ Tát Văn Thủ cũng là thầy của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Sứ Thai có nói rằng xưa làm thầy của Phật, nay làm đệ tử Phật. Trí chiếu tướng không hai, trí tức là căn bổn trí, chiếu tức là thủy giác trí. Thủy bổn hợp làm một nên gọi là tướng không hai. Lại rằng hiện tiền nhân pháp sinh quả thì tuyệt cảnh trí đẳng trừ nhị tướng. Hơn nữa thiện tài chướng sạch hoặc trừ. Chưa bắt đầu động niệm cho nên phản chiếu chỉ là tâm ban đầu càng không khác lạ vậy. Tức tín trí không hai. Bấy giờ thiện tài đồng tử y theo lời dạy của Đại Bồ Tát Di Lặc từ từ mà đi, trải qua hơn 110 thành rồi, đến nước Phổ Môn thành Tô Ma Na, đứng ở cửa thành suy ngẫm Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, tùy thuận quán sát, tìm cầu khắp nơi, mong muốn được gần phụng thờ. Lúc đó thiện tài đồng tử y chiếu theo lời dạy của Đại Bồ Tát Di Lặc từ từ mà đi, trải qua hơn 110 thành rồi. Một thành gặp được một vị thiện tri thức, hoặc gặp được nhiều vị thiện tri thức, hoặc nhiều thành mới gặp được một vị thiện tri thức. Đến nước Phổ Môn thành Tô Ma Na, đứng ở cửa thành suy ngẫm Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, tùy thuận nhân duyên để quan sát, tìm cầu khắp nơi, mong muốn gặp được Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi để gần gũi phụng thờ. Số mục 110 là biểu thị thập địa, tu 10 pháp ba la mật. Mỗi một địa có đủ 10 ba la mật cho nên thành 100, đẳng giác một bậc. Hàm đủ thập địa cho nên thành 10, tổng cộng là số 110. Bây giờ Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi từ xa duỗi tay phải qua 110 do tuần áp trên đỉnh đầu thiện tài mà nói rằng: lành thay thiện nam tử, nếu lìa khỏi tín căn thì tâm yếu kém, lo lắng ăn năn, công hạnh chẳng đủ, thối thất tinh cần. Nơi một căn lành xin tâm chấp trước, nơi chút công đức bền cho là đủ. Không thể khéo léo phát khởi hạnh nguyện, chẳng được thiện tri thức nhiếp hộ, chẳng được Như Lai nghĩ nhớ. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi là đại thánh nhân, cho nên ngài có trí huệ tha tâm thông. Ngài ở trong định quán sát thiện tài đồng tử tìm cầu ngài khắp nơi. Lúc đó ngài đang ở nơi rất xa, duỗi tay phải trải qua 110 do tuần, áp tay của ngài trên đỉnh đầu thiện tài đồng tử. Đây là Bồ Tát gia trì chuyển trao trí huệ cho thiện tài đồng tử, khiến cho thiện tài đồng tử đắc được đại trí huệ mà nói với thiện tài rằng: lành thay thiện nam tử, người muốn học tập Phật pháp, tu hành Bồ Tát đạo, nếu lìa phải tín căn thì không thể có sự thành tựu. Tín căn là một trong năm căn. Những gì là năm căn? Đó là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Người học Phật pháp trước hết phải có tín căn, do đó có câu: tín là nguồn đạo mẹ công đức, dưỡng lớn tất cả các pháp lành. Nếu tín căn đoạn tuyệt thì không thể nào tiếp thọ được Phật pháp, không thể nào học tập được Phật pháp. Tại sao? Vì học Phật pháp thì phải tin Phật pháp, phải y pháp tu hành. Các vị hàng ngày giảng kinh Hoa Nghiêm, hàng ngày nghe kinh Hoa Nghiêm, nếu không y chiếu theo đạo lý trong kinh mà tu hành thì không thể mở rộng tâm lượng của bạn rộng lớn được, cũng không thể hiện ra trí huệ của bạn được. Nghe kinh Hoa Nghiêm đã nhiều năm mà vẫn còn ích kỷ lợi mình, chỉ biết lợi ích chính mình, không biết lợi ích cho người khác. Đây là không có tín căn. Nếu muốn có tín căn thì nhất định phải y chiếu theo cảnh giới kinh Hoa Nghiêm mà tu trì. Nếu khi nào gặp cảnh giới đến khảo nghiệm mới nghĩ tưởng đến kinh Hoa Nghiêm, ta nên làm thế nào đây? Ta nên phát tâm Bồ Đề như thế nào đây? Suy nghĩ như thế thì quá trễ. Đừng bị cảnh giới chuyển mà phải chuyển được cảnh giới có định lực, thì dù núi Thái sập đổ trước mắt cũng không sợ, vàng bạc trước mắt chẳng động tâm. Cảnh giới này chẳng phải một số người có thể làm được, cho nên phải tu hành thì mới có thể đến được trình độ. Mắt thấy hình sắc bên trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Bồ Tát Văn Thủ đã nói với thiện tài đồng tử, nếu lìa tín căn thì tâm sẽ yếu kém, lo sợ, ăn năn. Đây là đối với bạn tôi chúng sinh hiện tại mà nói.
Hiện tại đồng tử đã có tín căn rồi, nếu chẳng có tín căn thì ngài không thể nào vì pháp quên mình đi khắp nơi tìm cầu thiện tri thức, học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Ngài đã đầy đủ tín căn, còn chúng ta chưa có đầy đủ tín căn. Bồ Tát Văn Thủ gián tiếp vì chúng ta thuyết pháp rằng các vị phải học tập tinh thần cầu pháp của thiện tài đồng tử, phải y chiếu theo đạo lý kinh Hòa Nghiêm mà tu hành. Các vị phải biết, nếu lìa khỏi tín căn thì tâm của các vị sẽ yếu kém, sẽ lo lắng, ăn năn. Chỉ biết vì mình, chẳng biết vì người thì sẽ lo buồn. Lo buồn là gì? Chao ôi, việc này tôi làm sai rồi, tôi không nên làm. Tại sao? Vì đối với tôi chẳng có chút lợi ích gì. Tâm lượng như thế còn nhỏ hơn so với hạt bụi. Việc lợi ích một chút cho người khác không chịu làm, đều muốn chiếm tiện nghi, phải biết thiệt thòi là chiếm tiện nghi. Học Phật Pháp tức là ở đâu cũng chịu thiệt thòi. Người khác không thể nhẫn được mà bạn nhẫn được. Người khác không thể nhường được mà bạn nhường được. Người khác không thể ăn mà bạn ăn được. Người khác không thể mặc mà bạn mặc được. Rõ ràng trước mắt thấy là thiệt thòi, nhưng về mặt nhân quả thấy là chiếm tiện nghi. Được như vậy thì sẽ tăng trưởng phước báo, tích tập công đức. Học Phật Pháp thì phải phóng tâm lượng cho rộng lớn. Do đó có câu, tâm bao được thái hư, lượng khắp cùng pháp giới. Giống như Vạn Phật Thành thành lập trường đại học Pháp giới, trường trung học Bồi Đức, trường tiểu học Dục Lương, mục đích là để lợi ích người khác, chẳng có tâm lợi ích chính mình. Nếu người nào chỉ muốn lợi ích cho mình, tức là tâm hạ liệt yếu kém, thì sẽ lo lắng, ăn năn. Nếu có tâm ích kỷ lợi mình, thì làm sao có công đức, làm sao tu hành. Do đó tất cả công đức chẳng viên mãn, tất cả sự tu hành chẳng đầy đủ. Vì có tâm ích kỷ lợi mình, cho nên lúc nào cũng tính toán cho túi da hôi thối của mình, lại còn sợ túi da hôi thối đói khát, bệnh tật, chết đi. Vì nó mà lo lắng suốt ngày đến tối, vì nó mà lo sợ, sợ tai nạn này đến, lại sợ tai nạn kia đến. Trong tâm đều bất an, đều lo lắng, ăn năn. Có những vấn đề này phát sinh ra rồi, thì sẽ thối thất tâm bồ đề, chẳng chịu tinh tấn tiến về trước mà thối lùi về sau. Có tâm lý này tác quái thì đối với sự tu hành là vật chướng ngại lớn nhất, sẽ không thể tiến bộ. Đương nhiên làm gì nói đến có sự thành tựu. Mình trồng một chút căn lành, bèn sinh ra một thứ chấp trước, tự mình tuyên truyền tự hào nói, tôi làm được bao nhiêu việc thiện, Phật Pháp mà tôi học được viên mãn hơn người khác. Đi khắp nơi giao bán sự tu hành của mình, bạn học càng nhiều thì tâm ích kỷ, tâm lợi mình càng nặng bấy nhiêu, chẳng có chút lợi ích gì. Được chút công đức bèn cho là đủ, ví như bố thí cho người nào đó một đồng tiền cũng sinh tâm chấp trước. Gặp người nào đó nói, hôm nay tôi làm việc công đức bố thí một đồng tiền, hoặc nói, hôm nay tôi không ăn cơm, tôi để dành bố thí cho người khác, không biết có bao nhiêu công đức, hoặc nói, hôm nay tôi lạy Phật, nhất định có công đức. Sinh ra những tâm chấp trước không cần thiết như thế, làm được chút công đức cho rằng mình ngon, độc nhất trong thiên hạ, tư tưởng như thế thật là ấu trĩ, đáng thương xót. Không thể khéo léo phát khởi đại hạnh đại nguyện, học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Cứ tìm cầu danh có lợi là tôi, không danh không lợi là bạn. Nếu có thứ tư tưởng này thì sẽ chẳng được thiện tri thức nhiếp hộ, chẳng được chư Phật nghĩ nhớ, Phật sẽ chẳng nhớ tới bạn, chẳng nghĩ tới bạn. Vì bạn quá kém hèn, đố kỵ người khác tu đạo, chướng ngại người khác học Phật Pháp, lại ích kỷ lại lợi mình, đó là biến thành tội nhân trong Phật giáo. Không thể biết rõ pháp tánh như vậy, lý thú như vậy, pháp môn như vậy, sở hành như vậy, cảnh giới như vậy, hoặc biết khắp cùng, hoặc biết đủ thứ, hoặc tận đáy nguồn, hoặc hiểu rõ, hoặc thú nhập, hoặc giải nói, hoặc phân biệt, hoặc chứng biết, hoặc đắc được, thầy đều không thể. Bạn không thể biết rõ pháp tánh như vậy, lý thú như vậy, pháp môn như vậy, sở hành như vậy, cảnh giới như vậy. Đối với những pháp đó, hoặc biết khắp cùng, hoặc biết đủ thứ, hoặc tận đáy nguồn, biết chỗ rốt ráo, hoặc hiểu rõ tất cả Phật Pháp, hoặc thú nhập tất cả Phật Pháp, hoặc giải nói tất cả Phật Pháp, hoặc phân biệt tất cả sự tướng, hoặc chứng biết tất cả quả vị, hoặc đắc được nhất thiết trí huệ. Những sự việc trên đây bạn đều không thể làm được. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi tuyên nói pháp này chỉ dạy lợi ích hoan hỷ, khiến cho thiện tài đồng tử thành tựu A Tăng Kỳ pháp môn đầy đủ vô lượng đại trí quang minh, khiến cho đắc được Bồ Tát Đà La Ni không bờ mé, nguyện không bờ mé, tam muội không bờ mé, thần thông không bờ mé, trí huệ không bờ mé, khiến cho nhập vào đạo tràng hạnh phổ hiền. Và để thiện tài ở chỗ trụ xứ của mình, Bồ Tát Văn Thủ vẫn nhiếp chẳng hiện. Lúc đó Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi tuyên nói pháp này chỉ bảy pháp môn khuyên dạy tu hành, đắc được lợi ích, sinh tâm hoàn hỷ, khiến cho thiện tài đồng tử thành tựu A Tăng Kỳ pháp môn, khiến cho ngài đầy đủ vô lượng đại trí quang minh, khiến cho ngài đắc được Bồ Tát Đà La Ni không bờ mé, nguyện không bờ mé, tam muội không bờ mé, thần thông không bờ mé,
trí huệ không bờ mé khiến cho ngài nhập vào đạo tràng hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Và để thiện tài ở chỗ trụ xứ của mình, pháp thân của Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi vẫn nhiếp chẳng hiện, biểu thị vào thật tướng thì ra liền tất cả tâm cảnh giới tướng. Cho nên gọi là đạo tràng hạnh phổ hiền, tức là lý pháp giới. Tự ở chỗ của mình, tức là trí pháp giới. Lý trí nhất như, tín cùng trí cảnh, tín tướng liền mất. Cho nên nói chẳng hiện, do đó thiện tài suy ngẫm quán sát một lòng muốn thấy Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, cùng với các thiện tri thức, nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới, thảy đều gần gũi, cung kính, hầu hạ, tiếp thọ, tu hành theo lời dạy của các ngài, không có trái nghịch. Do đó, thiện tài nhìn chẳng thấy Bồ Tát Văn Thủ, bèn suy ngẫm quán sát, một lòng một dạ, muốn thấy được Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, cùng với các thiện tri thức, nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới, thiện tài đồng tử muốn được gần gũi, cung kính, hầu hạ, tiếp thọ, tu hành theo lời dạy của các ngài, không khi nào trái nghịch. Ban đầu Bồ Tát Văn Thủ một người vì tâm tin ban đầu, kế đến sau Văn Thủ là trí mãn trung, cho nên thấy hết 3.000 vị bạn lành này, sau phổ hiển lý trí không hai. Lại nữa, trước các bạn lành mỗi mỗi đều gặp nhau, tức là thuần môn, các bạn lành trong đó một thời đốn kiến, tức là hiển tạc môn, sau phổ hiển một người đủ trước các bạn lành, tức là thuần tạc vô ngại.